Thưa quý vị và các bạn, trong phân khúc xe SUV hạng sang giá thành khoảng 2 tỷ đồng, trên thị trường Việt Nam thì có khá nhiều mẫu xe. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn trải nghiệm một mẫu xe thiết kế khỏe khoắn, vận hành linh hoạt và trang thiết bị đầy đủ, thì Volkswagen Serum Wax là một lựa chọn hoàn hảo. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị mẫu xe này và gặp gỡ anh Tăng Hải Ngọc Sơn, chủ xe Serum Wax. Chào anh. Xin chào anh Sơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay để giúp quý vị có thể tìm hiểu sâu hơn về mẫu xe Volkswagen Serum Wax, chúng tôi đã mời đến đây anh Tăng Hải Ngọc Sơn, là chủ xe của một chiếc xe Volkswagen Serum Wax được khoảng 4 tháng nay, phải không Sơn? Dạ. Rất là cảm ơn Sơn đã nhận lời mời đến để chia sẻ. Dạ. Đầu tiên phải chúc mừng Sơn cái đã. Từ đằng xa thì chiếc xe đã rất là ấn tượng. Mình nhìn mãi cái ánh màu đỏ từ phía xa trở lại đây. Và khi mà trực tiếp lái cái mẫu xe này này, mình có đang rất là tò mò muốn biết rằng là Sơn, cái động cơ nào, cái thôi thúc nào khiến Sơn chọn Volkswagen, và cụ thể nó là Serum Wax chứ không phải là mẫu xe khác. Dạ, thì thật ra đây là chiếc xe đầu tiên của em. Bởi vậy nên là em cũng tìm hiểu khá là nhiều trước khi là đưa ra quyết định này. Thì em cũng đã tìm hiểu những mẫu xe ở phân khúc khoảng 4 tỷ, 5 tỷ. Những chiếc xe SUV 5 chỗ khoảng 2-3 tỷ và thậm chí là cả những chiếc xe ở phân khúc thấp hơn. Thì đầu tiên là em muốn tìm một chiếc xe 5 chỗ nhưng mà nó phải rộng rãi, vì mục đích mua xe của em là để đi chơi vào cuối tuần. Thì Serum Wax là một trong những mẫu xe em nghĩ là gần như là duy nhất ở Việt Nam mà nó là một chiếc full size nhưng mà chỉ có 5 chỗ thôi, chứ không phải là 7 chỗ hoặc là 5 cộng 2 như những chiếc xe khác. Cái thứ hai là khi mà em tìm hiểu thì em rất là thích cái lịch sử của Volkswagen, đặc biệt là những chiếc xe mà chiếc xe con bọ hồi xưa á, thì em rất là thích những chiếc xe đó. Cá nhân mình thấy là Sơn có một cái sự lựa chọn khá là tinh tế, bởi vì đúng như Sơn nói, trong phân khúc SUV 5 chỗ hiếm có xe full size như thế này. Nó cho mình cái cảm giác rộng rãi, cảm quan ban đầu thì ở phía bên ngoài nó là một cái mẫu xe rất là khỏe khoắn với những cái đường nét đơn giản, nó mang đậm tính châu Âu. Và hơn nữa Sơn nói rất là đúng, bởi vì chúng ta đều biết là Volkswagen là một hãng xe lớn, hiện tại thì nó đang sở hữu rất là nhiều thương hiệu xe khác nhau. Nếu mà tính sơ qua thì chúng ta sẽ phải thấy ít nhất là 10 thương hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới. Đã từng làm mưa làm gió ở ít nhất là 5 quốc gia châu Âu. Và hiện tại thì giờ Volkswagen hiện diện khắp nơi trên thế giới. Ở châu Âu nổi tiếng đã đành rồi, nhưng ngay ở Mỹ hay là châu Á, những cái thị trường lớn như Trung Quốc, thì Volkswagen cũng đã ghi dấu mình một cách khá ấn tượng với người tiêu dùng. Trong cái quá trình mà đi thử ấy, thì Sơn thấy cái điều gì khiến Sơn ấn tượng nhất trong cái việc vận hành một chiếc xe full size dài gần 5 mét, một không gian khá là rộng rãi, với một cái máy 2.0 khoảng hơn 220 mã lực này? Em nghĩ là cái ấn tượng đầu tiên là về cái cảm giác lái trong đô thị, đặc biệt là khi mà tắt đường, khi mà mình cần phải đi vào những cái khúc cua nó không được rộng rãi cho lắm. Thì khi mà em bước lên mẫu xe này thì một trong những cái lo lắng cũng là một cái xe to như vậy thì nó có dễ lái hay không. Thì em thì thấy là rất là đơn giản, đặc biệt là khi mà tắt đường á, thì cái tay lái của Volkswagen X, Serum Wax ở cái tốc độ thấp á, nó tương đối là nhẹ nhưng nó vẫn rất là chính xác, dẫn đến là em hoàn toàn có thể luồn lách với một cái mẫu xe mà 5 mét như vậy. Cái thứ hai là khả năng cách âm của nó rất tốt. Thì một trong những điểm ấn tượng với em là khi em đi lái thử vào khung giờ tan tầm khoảng 6 giờ chiều thì chỉ cần vào xe thôi là gần như là mình tách biệt với không gian bên ngoài. Và cái việc đó nó làm cái cảm giác di chuyển của mình nó thư thái rất là nhiều. Vì anh cũng biết là ở Việt Nam thì cái văn hóa tham gia giao thông cũng chưa được tốt. Độ ồn. Đúng rồi. Đường phố tương đối lớn. Dạ, mọi người sẽ rất là thúc giục nhau, mọi người bấm còi, inh ỏi. Và cái việc đó làm cho cái khả năng cách âm nó càng quan trọng hơn với em. Vì khi mà với một khả năng cách âm tốt như vậy á,
thì em hoàn toàn có thể rất là relax ở trong chiếc xe của mình, là không cần phải có cái việc gọi là thúc ép mình phải đi nhanh lên để về nhà. Đó là hai điểm mà em cảm thấy rất là ấn tượng khi mà em lái thử mẫu xe này. Trong khi mà nếu mình nói về vận hành một chiếc xe thì cái sức mạnh động cơ và cái sự linh hoạt khi mà điều khiển ấy, nó là hai trong số rất là nhiều thứ để mà mọi người có thể cho rằng là mình có một cái cảm giác lái nó có phù hợp hay không. Và với hơn 220 mã lực như vậy thì đúng là cái sự mạnh mẽ và cái sự vận hành một cách trơn tru, khỏe khoắn ở trên đường khiến cho người lái có cái cảm giác là nó sẽ thoải mái rất là nhiều. Khi mà Sơn nói về cái chuyện chúng ta có thể căn chính xác từng cm một trên đường ấy, thì cái đó cũng là cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà được lái chiếc Thermomix này. Cái chiếc xe này nó có đến 7 chế độ lái cả, đúng không? Sơn đã thử hết những cái chế độ lái đó chưa? Em thì thật ra là chiếc xe này em dùng để đi xa, nên em đã thử gần như là tất cả những chế độ lái đó. Thì một trong những cái yếu tố mà tại sao em quyết định mua chiếc xe này là em là một người làm về sản phẩm, nên em rất quan trọng là khi mình có một cái tính năng nào đó thì cái tính năng đó nó thật sự là hữu dụng hay không. Thì rất nhiều chiếc xe khác là mặc dù họ có 7 chế độ lái nhưng mà đặc tính của những chế độ lái này gần như là như nhau. Khi mà mình chuyển đổi từ chế độ chẳng hạn như là Comfort sang Sport thì thật ra cái cảm xúc của mình nó không thay đổi quá nhiều. Hay khi mình chuyển về chế độ Off-Road chẳng hạn thì mặc dù là mình có thể thấy là sức kéo nó tăng lên một chút đó, nhưng mà cái về mặt cảm xúc vận hành nó không thay đổi. Em nghĩ là với chiếc Thermomix X này thì Volkswagen làm rất tốt chuyện đó. Cái cảm xúc lái khi mình chuyển từ Eco sang Comfort, từ Comfort sang Sport hoặc từ Sport sang Off-Road là rất khác biệt, y như là mình đang lái một chiếc xe khác rồi. Và em đã thử chẳng hạn như với Off-Road, mặc dù đây không phải là một chiếc xe dành cho Off-Road thực thụ vì khoảng sánh gầm thì chỉ khoảng 27cm thôi, nhưng khả năng cái moment xoắn của nó tương đối tốt, 350Nm, mà ở cái vòng tua rất sớm. Khi mà em chuyển qua Off-Road thì gần như là em không cần phải suy nghĩ về việc là mình có vượt qua được cái cung đường phía trước hay không. Chỉ đơn giản mình đạp ga và hệ thống làm việc còn lại, kể cả hệ thống dẫn động, bốn bánh toàn thời gian, cực kỳ tốt. Em đã đi vào những cung đường chẳng hạn như là đi sâu vào trong rừng thông của Đà Lạt. Những cung đường mà em nghĩ là với những chiếc xe kể cả hai cầu thì mọi người cũng cần phải có kỹ năng nhất định để mọi người có thể đi qua được, vì những cái dốc thì nó tương đối đứng và nó tương đối trơn trượt và nó có những cái rãnh khá là lớn. Nhưng mà với Thermomix thì em chỉ đơn giản là chuyển chế độ lái, đạp ga, hệ thống sẽ làm phần còn lại. Em so sánh mức giá của Atlas Cross Sport là bản Thermomix nhưng mà cho thị trường Mỹ với những mẫu xe đang được phân phối tại thị trường Việt Nam và lắp ráp tại thị trường Việt Nam, thì thật ra là Atlas ở bên Mỹ đang có một mức giá tương tự với những mẫu xe đó. Tuy nhiên là khi mà mình về Việt Nam á, thì so sánh với những đối thủ như vậy thì Thermomix lại có một mức giá ưu đãi hơn. Thì quan điểm cá nhân em á, là đương nhiên là người tiêu dùng nào thích giá thấp. Nhưng mà với mức giá hiện tại của Thermomix thì em nghĩ đây là một mức giá rất cạnh tranh so với những đối thủ mà cùng phân khúc, cùng tính năng. Và quan trọng nhất là cùng với những cái thứ mà nó mang lại được cho người sở hữu, người cầm lái nó. Một trong những cái thứ mà anh cảm thấy thoải mái đó là cái sự tạm thấy là cái sự tiện nghi khi ngồi trong cái xe này. Mình nói rằng là về không gian nó rộng thì đương nhiên rồi, đúng không? Ví dụ anh ngồi đây chẳng hạn, cái khoảng trần nó khá là cao để mà mình có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng anh thích nhất cái khoang ghế này. Ghế trước và ghế sau nó đều rất là rộng. Mình hoàn toàn mình có thể một cách duỗi chân ngả người rất là thư thái. Và anh thấy nó rất là ôm. Và không chỉ có được cái sự thoải mái khi mà mình ngồi ở ghế trước này đâu, ngồi ghế sau cũng thế. Nhất là khi mà đi đường xa mà mình mệt mỏi một chút, mà ví dụ có hai người mà mình có thể muốn thư giãn, mình nằm dài duỗi thẳng chân ra là mình hoàn toàn có không gian để mình làm cái việc đó. Cái điều hòa 4 vùng độc lập này thật ra khi mà mình đi xe rồi á thì mình mới thấy là nó tiện ích như thế nào. Riêng cái chuyện đằng trước đằng sau, nhưng hay là từng ghế một đấy,
nó sẽ tạo cho những người ngồi trên xe là một cái cảm giác nó thoải mái, nó sẽ rất là khác. Ở cái quãng đường này anh em mình đi thì nó sẽ qua rất nhiều cái gờ giảm tốc đấy, nhưng mà như thấy với cái hệ thống treo đúng không, đa điểm phía sau, đơn điểm Mackeson phía trước, nó sẽ khiến cho mình cũng không bị gọi là phiền toái gì nhiều. Thật ra thì nếu mà bình thường mà em đi mà cái địa hình hơi xấu á, thì em sẽ chọn là chuyển qua cái fork là sẽ là fork sport. Tại vì em thì cảm giác là riêng với cái mặt đường ở Việt Nam á, thì cái fork sport đó nó hấp thụ dao động nó tốt hơn so với mình để comfort. Mình để comfort thì đôi khi là đâu đó mình vẫn thấy là ok nó dội vào thân xe. Nhưng mà cái một trong những cái nâng cấp mà em thấy thường các bạn hay làm là các bạn sẽ lên cái fork DCC, cái fork điện đó. Thì khi mình lên cái fork đó là những cái đoạn G này nó sẽ gần như là gần như là mình cũng không bị phiền toái gì về cái chuyện đó. Đúng rồi. Như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình khá là ấn tượng với cái chiếc xe này. Bây giờ về bên ngoài một chút ý, khi mà lần đầu tiên anh nhìn thấy cái Volkswagen Tramwitz này, thì cái điều ấn tượng đó là về cái lớp sơn. Nó cảm giác nó rất là sâu và chúng ta có cảm giác là cái vỏ nó rất là dày dặn á. Không biết là khi mà lần đầu tiên em nhìn thấy cái xe đấy thì em có cảm giác như thế không? Em thì ấn tượng với lại cái tiếng đóng cửa. Mình đóng cửa thì thứ nhất là cửa rất là nặng. Khi mình đóng thì nó có cái độ gọi là dày, đúng rồi. Cảm giác là rất là an tâm khi với cái bộ tiếng thân vỏ. Cái đấy phần lớn là xe châu Âu thì nó khá là như thế, chứ nó không kiểu phành phành như một cơ sở xe khác. Cái điểm thứ hai nữa là anh rất là thích cái đèn pha này của nó. Cái đèn pha ở cái xe này nó bố trí lớn. Thực ra thì nó có hai tầng đèn như này. Khi mà cái bố trí lớn với cái đường nét mà ngang xe này, nó cảm cho mình cái cảm giác rất là khỏe khoắn. Và cái bộ đèn pha cả với lại cái cửa hút gió này, nó ăn nhập với nhau nó rất là hợp lý. Thực ra thì với một cái thương hiệu mà phát triển từ năm 1937 đến giờ, trải qua rất là nhiều thăng trầm của lịch sử hay là xuất xứ, thì đến bây giờ thì cái sự định vị của Volkswagen trong lòng người tiêu dùng không chỉ ở châu Á đâu mà cả mọi nơi trên thế giới, đúng là như Sơn nói, nó là một cái thứ nó khá là chắc chắn, nó mang lại cho mọi người cái sự yên tâm. Cảm ơn Sơn đã chia sẻ những cái điều thú vị khi mà lái chiếc xe này. Và mong rằng là chúng ta sẽ có thêm những cái dịp nữa để mà chia sẻ với quý vị khán giả về những điều thú vị hơn về chiếc xe Volkswagen Tramwitz nói riêng và các xe khác của Volkswagen nói chung. Cảm ơn anh.